huấn luyện chó con. Đầu tiên thì các bạn cần thành thạo huấn luyện căn bản, đó là sẵn sàng chịu trách nhiệm với chó con. Nuôi chó con là điều khá thú vị, nhưng bạn cũng nên xác định nhiệm vụ của mỗi thành viên trong gia đình khi tham gia huấn luyện chó con, cũng như một số quy tắc dành cho chúng. Phương pháp rèn luyện thì đóng vai trò quan trọng và không chỉ dành cho cún con. Thứ hai là đưa ra nguyên tắc rõ ràng dành cho cún con. Chúng cần biết được quy định cụ thể trong những ngày đầu tiên bước chân về nhà mới. Bạn nên đưa ra những nguyên tắc dễ dàng thực hiện. Thứ ba là trao thưởng xứng đáng. Bạn không thể huấn luyện chó con nếu không thưởng cho chúng. Hầu hết chó con đáp ứng khá tốt được khi thưởng đồ ăn. Tuy nhiên bạn cần nhận thức rằng khi huấn luyện kèm theo phần thưởng là thức ăn hoặc thức ăn vặt, bạn chỉ nên thưởng phần nhỏ hoặc miếng thức ăn hàng ngày của chúng cũng sẽ phát huy tác dụng. Thứ tư là nghiên cứu giống chó cụ thể. Mỗi giống chó đều có những đặc điểm khác nhau, vì thế bạn nên tìm hiểu giống chó để xác định yêu cầu dành cho chúng. Mỗi giống thì cần một bài huấn luyện riêng để phát triển toàn diện, vì thế bạn cần nắm bắt cụ thể chó con. Thứ năm, khen ngợi chó con. Ngoài việc trao phần thưởng, bạn cần kết hợp thêm một số lời khen ngợi dành cho chúng. Khi chó con phản ứng chính xác, bạn nên sử dụng giọng điệu thân thiện ở tông cao. Chúng thường đáp lại giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ. Thứ sáu là rút ngắn thời gian huấn luyện với mỗi buổi sáng kéo dài khoảng từ 10 cho đến 15 phút. Ngoài ra thì bạn cũng có thể duy trì các buổi huấn luyện luôn, bao gồm nhiều nội dung mới và mang lại nhiều niềm vui. Phần 2 là huấn luyện chó con đi vệ sinh. 1. Bắt đầu huấn luyện đi vệ sinh đúng chỗ khi bạn mang chó con về nhà. Lưu ý là chó con từ 12 tuần tuổi trở xuống thường không thể kiểm soát bằng bàng quang hoặc đường ruột hoàn toàn, ngay cả khi chúng muốn nhịn thì vẫn không thể làm được, vì thế bạn không nên gay gắt khi chúng đi bậy trong nhà. Hầu hết chó con tiếp thu toàn bộ nội dung huấn luyện khi đi vệ sinh khi được 6 tháng tuổi, và trong một số trường hợp cần thời gian lâu hơn. Thứ hai là ghi nhớ quy tắc 1 giờ 1 tháng. Chó con nói chung chỉ có thể nhịn đi vệ sinh trong khoảng một thời gian tương ứng với số tháng tuổi của nó. Nếu cún con được 4 tháng tuổi thì chúng chỉ có thể nhịn tối đa 4 tiếng đồng hồ. Thứ ba là lên lịch cho ăn thường xuyên. Như bạn có thể thấy, chó con thường giải quyết nỗi buồn sau khi ăn. Để tăng tốc độ huấn luyện đi vệ sinh thì bạn nên cho chó ăn thường xuyên theo thời gian cố định trong ngày và tuân theo lịch trình đó, trừ phi bác sĩ khuyến cáo bạn không nên cho chó ăn tự do. Thứ tư là dắt chó con ra ngoài thường xuyên. Cho chó con thì thường có nhu cầu đi vệ sinh sau mỗi 30 đến 45 phút. Bạn nên sắp xếp thời gian đưa chúng ra ngoài. Chó con cần được ra ngoài sau mỗi giờ, cũng như sau khi ăn, ngủ và chơi đùa. Mỗi sáng, điều bạn cần làm trước tiên đó là dắt chúng ra ngoài trời, và trước khi đi ngủ cũng như trước khi bạn để chúng ở nhà một mình trong một khoảng thời gian dài. Thứ năm là khen ngợi chó con mỗi lần chúng đi vệ sinh bên ngoài. Cho cún con ăn thức ăn vặt và khen ngợi khi chúng giải quyết nỗi buồn ở ngoài trời. Bạn nên đưa chó con đến cùng một địa điểm để chúng biết rằng đây là nơi đi vệ sinh. Khi dắt chó con đến vị trí này, bạn có thể ra mệnh lệnh đi vệ sinh và chờ chúng thực hiện. Thứ sáu là quan sát dấu hiệu chó con đi vệ sinh. Một số dấu hiệu phổ biến bao gồm đánh hơi, chạy vòng vòng, kêu rền rĩ, rời khỏi phòng và đi tới đi lui. Khi nhận thấy những hành vi này thì bạn cần dắt chó ra ngoài nhanh nhất có thể và quan sát chúng thật cẩn thận. Tạo nơi trú ẩn an toàn cho chúng cún con. Bước này đặc biệt quan trọng khi bạn vắng nhà. Chọn cũi hoặc khu vực có thể rào kín bằng cổng nhỏ và dọn dẹp đồ đạc trong khu vực này. Trải giấy báo và đặt ổ nằm, đồ chơi, thức ăn, thức uống lên đó. Trong thời gian vài tuần, bạn sẽ nhận thấy con chó bắt đầu đi vệ sinh ở những vị trí cố định trong khu vực. Thứ 8 là cho phép cún con tiếp cận khu vực còn lại trong nhà. Khi chó con đã tập thói quen sử dụng phòng vệ sinh riêng thì bạn có thể để chúng khám phá các phòng còn lại của ngôi nhà. Phần 3, huấn luyện chó con ngừng cắn và nhai gặm. Thứ nhất là nhận thức rằng chó con không cố ý làm tổn thương khi chúng cắn bạn. Chó con thích dùng miệng để khám phá thế giới mới, vì thế chúng sẽ cắn bạn trong quá trình tìm hiểu hoặc khi đang chơi đùa. Thứ hai là huấn luyện chó con sử dụng lực nhẹ nhàng. Chó con không nhận thức được chúng đang cắn mạnh hay nhẹ,
khi chơi đùa với chúng con, bạn có thể cho phép chúng gặm da trong trường hợp chúng đã thực hiện hành vi này. Nếu chó con cắn bạn thì bạn cần phải kêu lên hoặc thét to oái, điều này sẽ khiến chúng giật mình và ngừng cắn bạn. Thứ ba là ngăn cho chó con gặm nhấm chân bạn. Nếu chú cún thích nằm vình đôi chân trong khi bạn đang đi hoặc có thể đang mang theo đồ chơi để trong túi, khi chó con bắt đầu gặm chân, bạn cần đứng im, sau đó mang đồ chơi ra vẫy trước mặt chúng để thu hút sự chú ý. Khi chú cún bắt đầu gặm đồ chơi thì bạn có thể đi tiếp. Sau cùng thì chúng sẽ nhận ra rằng việc ngoạm đồ chơi thú vị hơn ngoạm chân một người chủ. Thứ tư là ngăn chặn chó con không được ngoạm đồ đạc trong nhà. Khi thấy chú cún đang ngoạm đồ vật trong nhà thì bạn cần hướng dẫn cho chó chuyển sang nhai đồ vật khác, chẳng hạn như đồ chơi, và khen ngợi khi chúng nhai những đồ vật khác. Phần 4 là huấn luyện chó con tuân theo mệnh lệnh cơ bản. Thứ nhất, huấn luyện chó con ngồi xuống. Mỗi con chó đều cần phải biết mệnh lệnh này. Nếu muốn chúng vâng lời an toàn thì bạn có thể học nhiều mệnh lệnh phức tạp. Bạn cần huấn luyện cho chó ngồi trước tiên. Thứ hai là huấn luyện cho chó con nằm xuống. Sau khi học mệnh lệnh ngồi thì chúng cần tiếp tục mệnh lệnh nằm. Bắt đầu bằng cách ra lệnh cho chú cún thực hiện những tư thế ngồi. Lần này bạn cũng nên chuẩn bị sẵn phần thưởng và mang xích cho chúng để kiểm soát chuyển động. Thứ ba là huấn luyện chó con lại gần. Đây là một trong những mệnh lệnh an toàn chính yếu bạn cần kiểm soát chú cún và biết rõ chúng sẽ tiến lại mỗi khi được ra lệnh. Thứ tư, huấn luyện chó con giữ nguyên vị trí. Đây là một mệnh lệnh an toàn cực kỳ quan trọng. Chó con cần biết cách ngồi yên một chỗ. Điều này không thể thiếu khi chúng đi dạo, chơi đùa bên ngoài, gặp gỡ người và những con chó khác. Thứ năm, huấn luyện chó con tuân theo mệnh lệnh khác. Sau khi chó con đã tiếp thu các lệnh cơ bản và thành thạo trong việc làm theo mệnh lệnh một cách nhất quán và nhanh chóng, thì bạn có thể dạy chúng cách thực hiện những lệnh khác phức tạp hơn. Thứ sáu là cân nhắc cho chú cún tham gia các khóa huấn luyện. Điều này sẽ giúp cho chó học hỏi từ những người bạn của mình, kể cả chủ nhân của chúng, cũng như học tập trong môi trường mang tính giải trí cao. Bạn có thể tìm các lớp huấn luyện cho chó con thông qua các bác sĩ thú y, dịch vụ mở rộng hoặc các cửa hàng vật nuôi tại địa phương. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, comment và đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được video mới nhất của chúng tôi. Cách để huấn luyện chó con. Đầu tiên thì các bạn cần thành thạo huấn luyện căn bản, đó là sẵn sàng chịu trách nhiệm với chó con. Nuôi chó con là điều khá thú vị, nhưng bạn cũng nên xác định nhiệm vụ của mỗi thành viên trong gia đình khi tham gia huấn luyện chó con, cũng như một số quy tắc dành cho chúng. Phương pháp rèn luyện thì đóng vai trò quan trọng và không chỉ dành cho cún con. Thứ hai là đưa ra nguyên tắc rõ ràng dành cho cún con. Chúng cần biết được quy định cụ thể trong những ngày đầu tiên bước chân về nhà mới. Bạn nên đưa ra những nguyên tắc dễ dàng thực hiện. Thứ ba là trao thưởng xứng đáng. Bạn không thể huấn luyện chó con nếu không thưởng cho chúng. Hầu hết chó con đáp ứng khá tốt được khi thưởng đồ ăn. Tuy nhiên, bạn cần nhận thức rằng khi huấn luyện kèm theo phần thưởng là thức ăn hoặc thức ăn vặt, bạn chỉ nên thưởng phần nhỏ hoặc miếng thức ăn hàng ngày của chúng cũng sẽ phát huy tác dụng. Thứ tư là nghiên cứu giống chó cụ thể. Mỗi giống chó đều có những đặc điểm khác nhau, vì thế bạn nên tìm hiểu giống chó để xác định yêu cầu dành cho chúng. Mỗi giống thì cần một bài huấn luyện riêng để phát triển toàn diện, vì thế bạn cần nắm bắt cụ thể chó con. Thứ năm, khen ngợi chó con. Ngoài việc trao phần thưởng, bạn cần kết hợp thêm một số lời khen ngợi dành cho chúng. Khi chó con phản ứng chính xác, bạn nên sử dụng giọng điệu thân thiện ở tông cao. Chúng thường đáp lại giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ. Thứ sáu là rút ngắn thời gian huấn luyện với mỗi buổi sáng kéo dài khoảng từ 10 cho đến 15 phút. Ngoài ra thì bạn cũng có thể duy trì các buổi huấn luyện luôn, bao gồm nhiều nội dung mới và mang lại nhiều niềm vui. Phần 2 là huấn luyện chó con đi vệ sinh. 1. Bắt đầu huấn luyện đi vệ sinh đúng chỗ khi bạn mang chó con về nhà. Lưu ý là chó con từ 12 tuần tuổi trở xuống thường không thể kiểm soát bằng bàng quang,
hoặc đường ruột hoàn toàn. Ngay cả khi chúng muốn nhịn thì vẫn không thể làm được. Vì thế bạn không nên gay gắt khi chúng đi bậy trong nhà. Hầu hết chó con tiếp thu toàn bộ nội dung huấn luyện khi đi vệ sinh khi được 6 tháng tuổi và trong một số trường hợp cần thời gian lâu hơn. Thứ hai là ghi nhớ quy tắc 1 giờ 1 tháng. Chó con nói chung chỉ có thể nhịn đi vệ sinh trong khoảng một thời gian tương ứng với số tháng tuổi của nó. Nếu cún con được 4 tháng tuổi thì chúng chỉ có thể nhịn tối đa 4 tiếng đồng hồ. Thứ ba là lên lịch cho ăn thường xuyên. Như bạn có thể thấy, chó con thường giải quyết nỗi buồn sau khi ăn. Để tăng tốc độ huấn luyện đi vệ sinh thì bạn nên cho chó ăn thường xuyên theo thời gian cố định trong ngày và tuân theo lịch trình đó, trừ phi bác sĩ khuyến cáo bạn không nên cho chó ăn tự do. Thứ tư là dắt chó con ra ngoài thường xuyên. Cho chó con thì thường có nhu cầu đi vệ sinh sau mỗi 30 đến 45 phút. Bạn nên sắp xếp thời gian đưa chúng ra ngoài. Chó con cần được ra ngoài sau mỗi giờ, cũng như sau khi ăn, ngủ và chơi đùa. Mỗi sáng, điều bạn cần làm trước tiên đó là dắt chúng ra ngoài trời và trước khi đi ngủ cũng như trước khi bạn để chúng ở nhà một mình trong một khoảng thời gian dài. Thứ năm là khen ngợi chó con mỗi lần chúng đi vệ sinh bên ngoài. Cho cún con ăn thức ăn vặt và khen ngợi khi chúng giải quyết nỗi buồn ở ngoài trời. Bạn nên đưa chó con đến cùng một địa điểm để chúng biết rằng đây là nơi đi vệ sinh. Khi dắt chó con đến vị trí này, bạn có thể ra mệnh lệnh đi vệ sinh và chờ chúng thực hiện. Thứ sáu là quan sát dấu hiệu chó con đi vệ sinh. Một số dấu hiệu phổ biến bao gồm đánh hơi, chạy vòng vòng, kêu rền rĩ, rời khỏi phòng và đi tới đi lui. Khi nhận thấy những hành vi này thì bạn cần dắt chó ra ngoài nhanh nhất có thể và quan sát chúng thật cẩn thận. Tạo nơi trú ẩn an toàn cho chúng cún con. Bước này đặc biệt quan trọng khi bạn vắng nhà. Chọn cũi hoặc khu vực có thể rào kín bằng cổng nhỏ và dọn dẹp đồ đạc trong khu vực này. Trải giấy báo và đặt ổ nằm, đồ chơi, thức ăn, thức uống lên đó. Trong thời gian vài tuần, bạn sẽ nhận thấy con chó bắt đầu đi vệ sinh ở những vị trí cố định trong khu vực. Thứ 8 là cho phép cún con tiếp cận khu vực còn lại trong nhà. Khi chó con đã tập thói quen sử dụng phòng vệ sinh riêng thì bạn có thể để chúng khám phá các phòng còn lại của ngôi nhà. Phần 3. Huấn luyện chó con ngừng cắn và nhai gặm. Thứ nhất là nhận thức rằng chó con không cố ý làm tổn thương khi chúng cắn bạn. Chó con thích dùng miệng để khám phá thế giới mới, vì thế chúng sẽ cắn bạn trong quá trình tìm hiểu hoặc khi đang chơi đùa. Thứ hai là huấn luyện chó con sử dụng lực nhẹ nhàng. Chó con không nhận thức được chúng đang cắn mạnh hay nhẹ. Khi chơi đùa với cún con, bạn có thể cho phép chúng gặm da trong trường hợp chúng đã thực hiện hành vi này. Nếu chó con cắn bạn thì bạn cần phải kêu lên hoặc hét to oái. Điều này sẽ khiến chúng giật mình và ngừng cắn bạn. Thứ ba là ngăn cho chó con gặm nhấm chân bạn. Nếu chú cún thích nằm rình đôi chân trong khi bạn đang đi hoặc có thể đang mang theo đồ chơi để trong túi, khi chó con bắt đầu gặm chân, bạn cần đứng im, sau đó mang đồ chơi ra vẫy trước mặt chúng để thu hút sự chú ý. Khi chú cún bắt đầu gặm đồ chơi thì bạn có thể đi tiếp. Sau cùng chúng sẽ nhận ra rằng việc ngoạm đồ chơi thú vị hơn ngoạm chân một người chủ. Thứ tư là ngăn chặn chó con không được ngoạm đồ đạc trong nhà. Khi thấy chú cún đang ngoạm đồ vật trong nhà thì bạn cần hướng dẫn cho chó chuyển sang nhai đồ vật khác, chẳng hạn như đồ chơi, và khen ngợi khi chúng nhai những đồ vật khác. Phần 4 là huấn luyện chó con tuân theo mệnh lệnh cơ bản. Thứ nhất, huấn luyện chó con ngồi xuống. Mỗi con chó đều cần phải biết mệnh lệnh này. Nếu muốn chúng vâng lời an toàn thì bạn có thể học nhiều mệnh lệnh phức tạp. Bạn cần huấn luyện cho chó ngồi trước tiên. Thứ hai là huấn luyện cho chó con nằm xuống. Sau khi học mệnh lệnh ngồi thì chúng cần tiếp tục mệnh lệnh nằm. Bắt đầu bằng cách ra lệnh cho chú cún thực hiện những tư thế ngồi. Lần này bạn cũng nên chuẩn bị sẵn phần thưởng và mang xích cho chúng để kiểm soát chuyển động. Thứ ba là huấn luyện chó con lại gần. Đây là một trong những mệnh lệnh an toàn chính yếu bạn cần kiểm soát chú cún và biết rõ chúng sẽ tiến lại mỗi khi được ra lệnh. Thứ tư, huấn luyện chó con giữ nguyên vị trí. Đây là một mệnh lệnh an toàn cực kỳ quan trọng. Chó con cần biết cách ngồi yên một chỗ. Điều này không thể thiếu khi chúng đi dạo, chơi đùa bên ngoài, gặp gỡ người và những con chó khác.
Thứ năm, huấn luyện chó con tuân theo mệnh lệnh khác. Sau khi chó con đã tiếp thu các lệnh cơ bản và thành thạo trong việc làm theo mệnh lệnh một cách nhất quán và nhanh chóng, thì bạn có thể dạy chúng cách thực hiện những lệnh khác phức tạp hơn. Thứ sáu là cân nhắc cho chú cún tham gia các khóa huấn luyện. Điều này sẽ giúp cho chó học hỏi từ những người bạn của mình, kể cả chủ nhân của chúng, cũng như học tập trong môi trường mang tính giải trí cao. Bạn có thể tìm các lớp huấn luyện cho chó con thông qua các bác sĩ thú y, dịch vụ mở rộng hoặc các cửa hàng vật nuôi tại địa phương. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, comment và đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được video mới nhất của chúng tôi.